thưa quý vị đại biểu, toàn thể lễ trao tặng quà Tết hôm nay, việc chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn là sự nghiệp của toàn đảng toàn dân và là trách nhiệm của một công dân của một người con đất Việt. Thì hôm nay rất vinh dự cho địa phương có ông Lê Xuân Cường tri ân quán và những người bạn và hội Phật tử chân tâm đã có tấm lòng hảo tâm đã thực hiện việc trao quà Tết cho người nghèo gần 15 năm đã gắn bó với địa phương. Đấy là một người con của địa phương có nhiều đóng góp cho cái việc người nghèo. Trước hết là xin được thay mặt cho chính quyền, mặt trận tổ quốc và đặc biệt là những người nghèo, người khó khăn của thiên chú có mặt ngày hôm nay được chân thành cảm ơn những tấm lòng hảo tâm của chiêm quán của người bạn, nhất là các vị đại biểu đã tham dự ngày hôm nay bằng tấm lòng nhiệt tình của mình, bằng chút kinh phí, đặc biệt là sự nhiệt tình đóng góp bằng công sức. Đấy, có những bạn rất xa đấy, từ Bắc Giang đã cất công lên đây. Đấy, như các cụ đã nói là cách cho còn hơn là số tiền cho, nên là chúng tôi xin ghi nhận tấm lòng của quý vị đối với này những người nghèo và những người có hoàn cảnh khó khăn có nhớ. Một lần nữa xin được thay mặt cho mặt trận tổ quốc rồi những người nghèo, người khó khăn của thiên chú chân thành cảm ơn tấm lòng hảo tâm của các quý vị nhân dịp Tết đến xuân về. Xin được thay mặt cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận tổ quốc xin kính chúc các ông các bà có hoàn cảnh khó khăn và tri ân quán với người bạn, đặc biệt là ông Lê Xuân Cường, một công nhân của quân chú, một năm mới có sức khỏe hạnh phúc và thành đạt. Và cũng mong bà con nghe qua những đợt tặng quà này thì cũng có ý chí phấn đấu vươn lên để thoát khỏi những cảnh nghèo đói. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn.